Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn Ở những bài giảng hôm trước, chúng ta đã được học về thể tích của một hình cũng như một số đơn vị dùng để đo thể tích Ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể hơn về cách để tính thể tích của hình hộp chữ nhật Trước hết, Đề bài yêu cầu chúng ta là tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 16 cm và chiều cao là 18 cm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tính được thể tích của hình hộp chữ nhật khi đã biết ba kích thước của nó? Bây giờ cô sẽ cùng vẽ, đây là hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều cao và chiều rộng tương ứng với ví dụ ở bài thể tích của một hình chúng ta đã biết ta hoàn toàn có thể lấp đầy hình hộp chữ nhật này bằng các hình lập phương cạnh 1 cm hay là các hình lập phương có thể tích là 1 cm khối. Vậy thì ở đây trước hết chúng ta sẽ lấp đầy một lớp của hình hộp chữ nhật này bằng các hình lập phương. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi nếu như xếp một lớp các hình lập phương cạnh 1 cm thì chiều dài lớp đó sẽ gồm bao nhiêu hình lập phương và chiều rộng thì gồm bao nhiêu hình lập phương. Các con hãy cùng chú ý ở hình bên này. Đây chính là một hàng theo đúng chiều dài, chiều dài là 20 cm. Mỗi hình lập phương này có độ dài cạnh là 1 cm, như vậy ta suy ra sẽ có bao nhiêu hình lập phương ở hàng này? Tiếp tục chúng ta sẽ xếp các hàng tương tự như thế thì có bao nhiêu hình lập phương ở chiều rộng như thế này? Đúng như vậy, ta thấy được ngay chiều dài sẽ gồm 20 hình lập phương và chiều rộng sẽ gồm 16 hình lập phương. Vậy thì một lớp sẽ có bao nhiêu hình lập phương? Đúng rồi, một lớp sẽ có 20 x với 16 hình lập phương. Tiếp tục, sau khi đã có một lớp rồi thì để xếp đầy hình hộp chữ nhật này, chúng ta sẽ cần bao nhiêu lớp như vậy? Bởi vì chiều cao của hình hộp chữ nhật là 18 cm nên ta suy ra ta sẽ cần phải xếp 18 lớp như thế. Vậy thì từ đây ta sẽ có khi xếp đầy hình hộp chữ nhật trên bằng các hình lập phương 1 cm khối, thì ta sẽ thấy là xếp 18 lớp hình lập phương 1 cm khối thì sẽ đầy hộp. Mỗi lớp sẽ có 20 x với 16, kết quả là 320 hình lập phương. Như vậy, có 18 lớp thì tương ứng số hình lập phương sẽ là 5.760. Hình hộp chữ nhật này được xếp đầy bởi 5.760 hình lập phương cạnh 1 cm khối, nghĩa là thể tích của nó sẽ bằng 5.760 cm khối. Vậy từ hai phép tính này, chúng ta suy ra được ngay là thể tích của hình hộp chữ nhật đã cho sẽ bằng 20 nhân 16 rồi nhân với 18, kết quả là 5.760 cm khối. Các con hãy cùng chú ý vào phép tính này. Cách tính này có liên hệ gì tới kích thước của hình hộp chữ nhật? Từ đó các con hãy chưa có biết làm thế nào để tính được thể tích của một hình hộp chữ nhật. Chúc mừng các con, ở đây ta thấy được ngay là để tính thể tích của hình hộp chữ nhật thì cô đã lấy tích của chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Vậy thì một cách tổng quát chúng ta sẽ có. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao. Tất nhiên cả ba đại lượng này thì đều phải cùng một đơn vị đo. Đây chính là cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Ở đây nếu như cô ký hiệu ba kích thước của hình hộp chữ nhật lần lượt là A, B và C thì khi gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật chúng ta sẽ có công thức tính V như thế nào? Đúng như vậy, ta sẽ suy ra được ngay V sẽ bằng A nhân B nhân C với ABC là ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Rất đơn giản đúng không các con? Khi biết ba kích thước rồi thì chỉ việc nhân chúng với nhau sẽ suy ra được thể tích của hình hộp chữ nhật đó. Áp dụng cách tính này, các con hãy cùng làm một số bài tập. Dạng bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ tính thể tích của hình hộp chữ nhật khi biết ba kích thước. chúc mừng như vậy các con đã có kỹ năng đầu tiên trong việc tính thể tích của hình hộp chữ nhật bây giờ cô đến với bài tập thứ hai tính thể tích của khối gỗ như hình vẽ đầu tiên chúng ta thấy được rằng là gì khối gỗ này thì không có dạng là hình hộp chữ nhật ngay lập tức để chúng ta áp dụng công thức như vậy làm thế nào để có thể tính được thể tích của khối gỗ này các con cần phải nhớ lại một tính chất về thể tích của hình, đó là gì? Khi chúng ta chia hình thành hai khối thì khi đó thể tích của hình sẽ bằng tổng thể tích của hai khối đã được tách. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm cách để chia khối hộp này thành các hình hộp chữ nhật khác nhau. Cách thứ nhất cô sẽ chia như sau. Cách thứ nhất, cô sẽ chia khối gỗ này thành hai hình hộp chữ nhật như thế này. Khi đó các con hoàn toàn có thể xác định được độ dài các kích thước của hình hộp chữ nhật. Ở đây chiều cao của nó là 6, chiều dài sẽ là 2 cm. Bởi vì ban đầu độ dài cạnh này là 5, 5 3 thì bằng 2. Vậy thì từ đây ta suy ra ta có thể chia khối gỗ này thành thành hai hình hộp chữ nhật. Hình hộp thứ nhất có chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm và chiều cao là 6 cm. Còn hình hộp thứ hai là có chiều dài 2 cm chiều rộng 1 cm và chiều cao là 6 cm, các con sẽ có thể tính được ngay thể tích của chúng và sau đó cộng lại thì sẽ ra thể tích của khối gỗ. Ngoài cách tính như thế này thì các con cũng có thể chia theo cách khác. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chia khối gỗ này theo cách khác. Các con hãy cùng chú ý ở đây cô sẽ tách như thế này thì khi đó cô có thể chia khối gỗ trên thành hai hình hộp chữ nhật. Hình hộp thứ nhất có đáy là hình vuông cạnh 3 cm và chiều cao là 6 cm. Hình hộp đó đây. Và hình hộp thứ hai sẽ có chiều rộng là 1 cm, chiều dài là 5 cm và chiều cao là 6 cm. Các con hãy cùng tính theo hai trường hợp này và sau đó suy ra thể tích của khối gỗ trên. chúc mừng các con đã có những lời giải đúng như vậy ở bài giảng ngày hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật cũng như áp dụng trong một số bài toán bài giảng tiếp theo các con sẽ được tìm hiểu về thể tích của hình lập phương cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của olm vn